Bài này hơi hơi buồn một chút nên là Phong rất là cần mọi người có thể bật đèn flash điện thoại và cầm cánh tay của mình, cầm chiếc điện thoại của mình cao lên và đưa qua đưa lại được không nào? Ok. Cảm ơn Bắc Ninh rất nhiều. Hát xong rồi thì anh em mình sẽ hỏi thăm nhau nhiều hơn. Cảm ơn Squad rất nhiều vì đã đến đây cùng với Phong ngày hôm nay. Mãi yêu Squad. Có lẽ anh và em ta nên dừng lại. Có lẽ anh và em mình chia tay. Kết thúc là điều anh không muốn. Anh biết như thế làm em đau. Không phải vì anh đã hết yêu em, mà vì khoảng cách đôi ta quá xa. Người ơi anh xin lỗi vì đã không thể bên em ngay lúc này. Người hiểu cho anh và hãy thứ tha cho anh em nhé. Chẳng thể nào thay đổi vì chính anh cũng không thể nào hiểu được. Rồi ngày mai sẽ quên. Bạn hát có tuyệt vời không ạ? À? Anh không biết là em đã trải qua mối tình nào chưa? Em chưa. Mà tại sao em lại hóa thân vào cái bài hát này? Thì em rất thích bài này. Bởi vì bài này rất hợp tới em. Rất thích nghe bài này. Hợp anh thì em à. Anh nghĩ một lúc nào đó em đã từng trải qua một cái giây phút nào đó mà mình thích một cô gái nào đó mà mình không được người ta dành chọn tình cảm cho mình. Để rồi em là phải nói lời xin lỗi với chính tình yêu của mình. Anh mong rằng là sau bài hát này, sau buổi tối ngày hôm nay thì em sẽ tìm được cho mình một người bạn gái. Em hy vọng thế ạ. Mọi người có thể đưa tay cao lên được không nào? Có lẽ anh và em ta nên dừng lại. Có lẽ anh và em mình chia tay. Kết thúc là điều anh không muốn. Anh biết như thế làm em đau. Không phải vì anh đã hết yêu em, mà vì khoảng cách đôi ta quá xa. Người hiểu cho anh và hãy thứ tha cho anh em nhé. Chẳng thể nào thay đổi vì chính anh cũng không thể nào hiểu được. Rồi ngày mai sẽ quên anh thôi. Hạnh phúc ấy sao quá mong manh, để giờ đây ta đã rời xa nhau. Một tình yêu mà anh ước mơ thuở nào, nhưng giờ đây anh phải ra đi. Người ơi anh xin lỗi vì đã không thể bên em ngay lúc này. Người hiểu cho anh và hãy thứ tha cho anh em nhé. Chẳng thể nào thay đổi vì chính anh cũng không thể nào hiểu được. Rồi ngày mai sẽ quên anh thôi. Rồi ngày mai sẽ quên anh. Oh.
xúc động quá. Trước tiên là phải xin đại gia đình mình một tràng pháo tay thật lớn cho vị khán giả này đã. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hát chưa xong mà cứ nói là em thích bài này lắm, bài này hay lắm anh ạ. Mà mấy lần về đây, đi một chặng đường xa lắm tới đây chỉ mong được hát cùng với anh bài này thôi. Mà đến mãi hôm nay là lần thứ 5, thứ 6 rồi mới được trở thành hiện thực đúng không? À, cảm ơn em rất nhiều. Lát anh sẽ có một phần quà riêng để tặng cho em ở phần sau sân khấu. À, em có thể giới thiệu một chút về mình được không? Dạ, em tên là Linh ạ. Em tên là Linh à? Vâng, Quang Linh à? Vâng. Quang Linh hay là Ngô Quốc Linh? Ngô Quốc Linh. Ok, cảm ơn Linh rất nhiều vì đã đến đây cùng với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn em.